Dự báo thời tiết 25 tháng 11, bão số 9 đổ bộ, hàng loạt tỉnh nguy cơ ngập lụt. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tin báo khẩn cấp, cơn bão số 9. Hồi 2 giờ ngày 25 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, cách Vũng Tàu khoảng 80 km, cách Bến Tre 120 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11, 12. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 8, 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày và đêm nay, 25 tháng 11, có mưa rất to, 200 đến 250mm và có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nguy cơ rất cao, mưa lớn kết hợp chiều cường gây ngập lụt diện rộng. Cảnh báo gió mạnh trên biển, do ảnh hưởng của bão số 9, ở vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, có gió mạnh cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, 13. Biển động rất mạnh, sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7 mét, vùng gần bờ cao 2-4 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9. Riêng vùng ven biển Nam Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ, có gió giật mạnh, lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ. Cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi 250-300mm, khu vực Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa to 50-100mm. Từ đêm nay 25 tháng 11 đến đêm 27 tháng 11, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường, nên mưa to đến rất to mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến, các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa 50-80mm một ngày, ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên 80-150mm một ngày, ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định 100-200mm một ngày. Cảnh báo lũ, từ nay đến 28 tháng 11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 2, 3. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm ngày 25 tháng 11 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25, có nơi trên 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, 3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 57-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19, vùng núi 14-16, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.
nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, Nghệ An đến Quảng Bình, có mưa rải rác, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, phía Bắc sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 65 đến 100%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, 3, riêng phía Nam ngày có gió mạnh cấp 4, riêng Nam Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, độ ẩm từ 75 đến 100%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, riêng phía Nam có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 đến 100%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió mạnh cấp 3, 4, riêng vùng ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, ngày có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 10, vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh, lốc xoáy, độ ẩm từ 75 đến 100%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, 3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 57 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C.
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào!